cho rằng các tín chủ khi đến tịnh thất bồng lai không lúc nào thấy các tăng ni Phật tử mang bầu là vì có một địa điểm mật được cụ Lê Tùng Vân bố trí sắp xếp cho các ni cô này nghỉ dưỡng cho đến lúc sinh con. Địa điểm này có địa chỉ tại xã An Thạnh, Mỏ Cây Nam, tỉnh Bến Tre, được ông Lê Tùng Vân chỉ định cho người đàn ông tên Thảo, người chuyên cung cấp thuốc nam cho cụ Vân. Chính người đàn ông này chịu trách nhiệm chăm sóc và đưa các ni cô đi sinh ở trạm y tế. Như đã đưa tin trước đó, Công an tỉnh Long An đã phối hợp cùng với các cơ quan chức năng khác của tỉnh điều tra xác minh và đủ cơ sở xác định bản chất thật sự của cơ sở mang tên tỉnh Thất Bồng Lai, còn có tên gọi khác là Thiên Am bên bờ vũ trụ, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ngày hôm qua, khi những thông tin chính quyền Long An đưa ra về tỉnh Thất Bồng Lai, thì có nhiều người đã vỡ lẽ đã có nhiều người, trong đó có không ít mạnh thường quân, từng hỗ trợ tiền bạc, vật chất cho tỉnh thất bồng lai, đã lên tiếng phản ứng và bức xúc. Họ không ngờ đã bị lừa bao nhiêu năm qua bằng những cách thức tình vi đến khó tin. Vào năm 2014, bà Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, quê ở Cần Đức, Long An, mua căn nhà và mảnh đất 2.000m2 tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, rồi chuyển về đây để sinh sống và lập am tu tại gia. Về phần ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1936, quê ở An Giang, tự xưng là trụ trì của tỉnh Thất Bồng Lai, xưng là Hòa Thượng Thích Tâm Đức. Năm 1975, ông Vân rời An Giang lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp và sống tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1990, ông Vân tự lập ra trại dưỡng lão Cô Nhi Thánh Đức ở ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, tự phong mình là giám đốc nơi này có hàng chục người lưu trú được giới thiệu là trẻ mồ côi, người già cơ nhỡ được nuôi dưỡng. Tuy nhiên, sở lao động thương minh và xã hội xác định cơ sở này hoạt động không hợp pháp, có nhiều sai phạm về hoạt động như không đăng ký tạm trú, không làm thủ tục nhận con nuôi theo quy định và có dấu hiệu trục lợi. Cho đến tháng 7 năm 2007, ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh đã ra quyết định chấm dứt hoạt động của cơ sở Thành Đức. Năm 2015, ông Vân bán toàn bộ đất đai và đến chỗ của bà Cao Thị Cúc mở rộng nơi tu tập và nhận nuôi con nuôi cũng như làm từ thiện. Từ năm 2014, tỉnh thất bồng lai được chú ý khi có người tên Lê Thanh Huyền Trân tham gia chương trình giọng hát Việt nhí và đạt giải áo quân. Trong cuộc thi này, Huyền Trân trong bộ đồ tu hành giới thiệu mình là trẻ mồ côi ở cơ sở tỉnh thất bồng lai. Năm 2017, có hai người tự nhận là tu sĩ gồm Hoàn Nguyên sinh năm 1990 và Nhất Nguyên sinh năm 1991 tham gia cuộc thi hát Bolero của đài truyền hình Vĩnh Long. Họ cũng tự nhận là mồ côi và được thầy ông nội Lê Tùng Vân nuôi dưỡng. Đặc biệt liên tiếp sau đó 2 năm, nhóm 5 đứa trẻ được giới thiệu là trẻ mồ côi ở tỉnh Thất Bồng Lai đã tham gia hai mùa của chương trình Thách thức danh hài và đạt giải cao. Từ đó, tịnh thất Bổng này là điểm lưu tới của nhiều cá nhân, tổ chức từ thiện và những tấm lòng vàng trong ngoài nước gửi những quà tặng, tiền để hỗ trợ cho năm đứa trẻ hồn nhiên đáng yêu. Nhưng sự thật đến nay đã được hé lộ một cách trần trụi, ông Lê Tùng Vân chưa bao giờ là người tu hành đúng nghĩa, đúng đạo lý nhà Phật mà tự xưng là thầy ông nội, là hòa thượng thích tâm đức, những đứa trẻ hoàn toàn không phải là trẻ mồ côi. Chính quyền xác minh tại tỉnh Thất Bồng Lai có 8 đứa trẻ, trong đó có 6 đứa trẻ và tổng cộng có 3 người mẹ ruột đang sinh sống cùng. Trong giấy tờ, phần tên của người cha để trống. Thực tế khi làm việc với cơ quan chức năng, những người mẹ này có tường trình vì lý do cá nhân nên không cho các bé biết mình là mẹ ruột dù đang chung sống cùng một nhà. Điều đáng nói hơn, phần lớn những người đang sinh sống ở đây lại có quan hệ huyết thống là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân chính quyền tỉnh đang tiếp tục xác minh làm rõ những mối quan hệ huyết thống và thân phận của những đứa trẻ ở nơi này. Chính vì sống chung nhà nhưng không được nhận là mẹ con, cha con, ông cháu, nên bao nhiêu năm qua, tỉnh thất bùm lai nhận được rất nhiều khoản hỗ trợ từ thiện của bà con trong ngoài nước dành cho những đứa trẻ mang danh mồ côi này. Thưa quý vị, ngày đầu năm mới, trong khi nhà nhà vẫn còn vui vẻ xôn vầy, thì Lê Dương Bảo Lâm đã đứng người khi liên tiếp tiễn người thân ra đi. Theo đó, đúng mùng 3 Tết, nam diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm nghẹn ngào báo tin bà nội của anh đã qua đời. Thông tin buồn này đã khiến cho khán giả cùng với đồng nghiệp vô cùng bất ngờ, xót xa. Nỗi đau còn chồng chất nỗi đau khi mà mới đây, nam diễn viên lại tiếp tục cho biết dượng tư của gia đình anh đã từ trần chỉ sau tang lễ của bà nội hai ngày. Liên tiếp đón nhận nhiều tin dữ, Lê Dương Bảo Lâm cho biết bản thân anh gần như không thể nào chịu đựng nổi. Chia sẻ trên sóng live stream, Lê Dương Bảo Lâm trải lòng. Lâm từng chứng kiến chuyện của chị Bình Tinh trải qua. Xong Lâm từng nói rằng, sao lại có người khổ như vậy hả trời? Sao mà có thể chịu đựng được những chuyện như vậy? Nhưng hôm nay, Lâm lại phải trải qua những chuyện này. Mùng 3, bà nội mất. Hôm sau, rượu 4 cũng đột ngột ra đi. Mẹ ruột của Lâm, bà tội nghiệp lắm. Những ngày đầu năm mới mà bà toàn đi chợ mua đồ đám tang không à? Nhiều chuyện buồn lắm nhưng mà Lâm không dám kể, sợ mọi người nói này nói kia. Nói rằng Lâm cố tình kể để gây sự chú ý. Nhưng thật sự bây giờ Lâm đang rất buồn vì mọi chuyện cứ đến dồn dập làm cho mọi người không thể nào đau buồn hơn. Trước đó Thánh Lai Lê Dương Bảo Lâm vẫn vui vẻ đến chúc Tết nhà bà nội ngày mùng 1. Ai ngờ rằng chỉ sau đó vài chục tiếng đồng hồ, người thân của anh đã vĩnh viễn ra đi. Trên trang cá nhân, quán quân của Cười Xuyên Việt nghẹn ngào chia sẻ mới chúc Tết hôm qua mà hôm nay nội đã rời xa con mãi mãi rồi. Thương ơi là thương. Bảo Lâm thương nội nhiều lắm. Ngày mùng 1 Tết mọi người còn chúc bà sống lâu trăm tuổi. Bà còn kêu con cháu phải lấy vợ lấy chồng cho bà đi ăn cưới và có cháu. Vậy mà bà nội đã ra đi ngày đúng ngày mùng 3 Tết. Nhiều nghệ sĩ như Hồng Vân, Trịnh Kim Chi, Lê Giang đã để lại lời động viên an ủi nam diễn viên và mong rằng anh có thể sớm vượt qua được nỗi đau này. Quý vị thân mến, xuất thân nghèo khó, cơ cực, nhưng sau những nỗ lực phi thường, hiện giờ vợ chồng Lý Hải Minh Hà là một trong những đại gia siêu giàu của showbiz Việt. Mới đây, trên trang cá nhân, Lý Hải có đăng tải dòng trạng thái nhân dịp đầu xuân năm mới. Theo đó, nam đạo diễn gửi đôi lời tới những ai không được về quê ăn Tết, hãy suy nghĩ tích cực, hãy cố gắng làm việc để mang lại những điều tốt lành cho bản thân và gia đình. Bài đăng của Lý Hải về động lực vượt qua khó khăn đã được cộng đồng mạng ủng hộ và khen ngợi hết lời. Cụ thể, Lý Hải chia sẻ. Một chút chia sẻ dịp đầu năm mới, ở bất cứ thời điểm nào thì gia đình luôn là giá trị cốt lõi. Dù thành công làm ra rất nhiều tiền nhưng không có gia đình bên cạnh sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Đối với những ai không thể về quê ăn Tết, mình mong rằng mọi người có thể suy nghĩ lạc quan rằng giờ mình đi làm bù cho khoảng thời gian nghỉ dịch, vài tháng nữa sẽ về quê chẳng hạn. Trong cuộc sống, tôi muốn truyền suy nghĩ tích cực đến mọi người, để khi đối diện với khó khăn, mình hãy nghĩ rằng đó là thứ phải vượt qua chứ không phải là khó khăn nữa, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Bên cạnh đó, Lý Hải còn trích ra những câu nói để truyền cảm hứng cho mọi người. Cuộc sống chỉ mang đến 10% cơ hội, 90% còn lại là cách mà bạn phản ứng với nó. Mỗi chúng ta đều có quyền lựa chọn mức độ hạnh phúc và động lực cho mình không phải lúc nào bạn cũng tràn đầy năng lượng 100%, nhưng hãy duy trì động lực để hoàn thành được mục tiêu và vươn lên một tầm cao mới. Lý Hải là một người có xuất thân nghèo khó. Anh chia sẻ rằng, ngày anh còn nhỏ, gia đình anh có mảnh ruộng nhỏ. Bố và các anh lớn của Lý Hải lo phần cây cuốc, mẹ buôn gánh bán bưng, khi thì nấu sôi, lúc lại luộc bắp. Lý Hải cầm cố nhà cửa, vay nóng 150 triệu đồng với lãi suất 3% để thực hiện chọn đời bên em. Sau đó, nhờ video gây sốt mà anh có thể lấy lại được giấy tờ nhà và đắt sâu trở lại. Lý Hải tiếp tục cho ra chiến phần nữa cho đến năm 2010. Cho đến thời điểm hiện tại, dù giàu có, thế nhưng Lý Hải vẫn sống giản dị như đi xe ôm, ăn cơm bụi. Lý Hải còn cho các con học ở trường với mức chi phí bình dân, tổ chức sinh nhật đơn giản và ăn mặc không cần phải hàng hiệu. Trên đây là những thông tin nổi bật chi tiết trong ngày của kênh tin tức 24h online. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để liên tục cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh tin tức 24h online. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh tin tức 24 giờ online. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.